Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn Cơm Khoai Nói Chuyện Quốc Tế Tối thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2023 Và tối thứ bảy rồi quý vị ạ à, Chúng tôi chủ yếu lên để phục vụ à, chương trình à, Hôi miên bằng giọng nói để đưa quý vị vào giấc ngủ sâu Và mỗi mục đích tới đấy thôi quý vị nhé Chứ không có mục đích nào khác Và tất nhiên là mong nhận được sự không đánh giá tư cách đạo đức nghề nghiệp của quý vị đến với chúng tôi. Có nghĩa là chương trình mang tính chất à ơi quý vị, bởi vì thực sự cuối tuần cũng không muốn nói chuyện nó quá nghiêm túc đúng không ạ. Tuy nhiên thì cũng rất mong là chúng tôi vẫn đảm bảo được những vấn đề liên quan tới chất lượng và nhìn chung là các cái tiêu chí của chương trình đó là cung cấp với quý vị những thông tin quan trọng nhất, những góc nhìn khách quan về các sự kiện quan trọng trên thế giới với góc nhìn của người ăn cơm khoai không đào to búa lớn và xin mời quý vị đầu tiên chúng ta vẫn đến với chương với phần uh, diễn biến ở khu vực trung đông chúng tôi không muốn đi vào diễn biến chi tiết nữa uh, cơ bản uh, chúng ta sẽ đi đến một vài những cái điểm mà nó uh, non mang cái tính chất nó quyết định uh, cái chính sự trên đường dài nhiều hơn như mọi ngày gần đây Quý vị có thể thấy rằng là để nhìn thấy trên bản đồ như thế này thì rõ ràng Ukraine, à vâng, Israel họ đã không tiến và chiếm được một cách đáng kể trong suốt cả tuần vừa rồi. Đúng không ạ? Lâu tôi cũng không xem lại nhưng mà lật lại thì thấy rằng là có nhưng mà phải nhìn rất kỹ mới ra những cái khoảng cách nó không đáng kể ví dụ như ở khu vực phía dưới này nhé thì quý vị thấy rằng là sau khi phía israel họ tạo được những cái bước tiến đầu tiên thì bây giờ dường như là hamas họ đang tận dụng một cái sự gọi là rất là dễ tổn thương của mặt trận ukraine israel khi mà họ dám đột phá vào trận địa để hở ba hướng đúng không ạ cho nên họ đã có những cái phản công nào đó khiến cho israel gặp khá nhiều khó khăn không biết là tình hình như thế ngoài đấy thì thế nào Nhưng mà chúng ta có thể đi qua một vài những thông tin như này Để chúng ta nắm được cái tình hình như vậy Và đây cũng là một thông tin mà nó khá bất ngờ quý vị ạ Và đặc biệt đấy thông tin nó quan trọng nhất là gì Là trong tuần thì Israel đã không tiến được bao nhiêu Thậm chí là còn mất nữa cơ Và một mặt khác thì họ đã gặp những cái tổn thất rất lớn Liên quan tới sĩ quan chỉ huy Mặc dù là ở Israel thì chỉ huy nhiều lắm chỉ huy 20 tuổi đã có thể lên tới những cái cấp khá to rồi. Còn hai mươi mấy tuổi là tôi thấy lên cấp tá rồi. Theo tờ Al Jazeera thì uh, cái số lượng mà quân đội Ukraine bị uh, thiệt mạng và bị thương và đặc biệt là thiệt mạng thì có tới gần 30% là sĩ quan. Và chính xác là con số uh, 108 người. Trong đó thì có 5 đại tá, uh, 43 Thiếu tá, 8 trung tá, 41 đại úy, 11 trung úy. Và đa số các sĩ quan chỉ huy này thì đều ở trong những cái lực lượng đặc nhiệm hoặc là tinh túy của quân đội Israel. Và theo những cái nhà phân tích, họ phân tích về tình hình cái sự bế tắc của Israel trong tuần qua. Nó liên quan rất nhiều đến uh, các hoạt động bắn tỉa và bắn tỉa của quân Hamas. À, cái việc mà Israel bây giờ họ đánh bom ác liệt nó dẫn tới những đống đổ nát. Đấy quý vị biết là những cái đống đổ nát trong tòa nhà nó trở thành một cái chiến trường lý tưởng cho những ông bắn tỉa. Quý vị xem những cái phim ví dụ như là phim uh, Enemy at the Door đúng không ạ? Một bộ phim Mỹ nói về cuộc chiến Stalingrad ở Nga, trong đó thì có diễn viên rút lo đóng cái vai bắn tỉa rất hay và lúc bây giờ thì lên grab nó thực sự là một cái đống đổ nát có nghĩa là những cái bức tường nó không thẳng nữa mà nó hình tam giác kiểu như vậy và nó 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 tạo ra những khe hở những lỗ tam giác nó đè nó sập nó vân vân tức là những cái lỗ hổng mà rất là chết chóc đối với lại nhờ những trợ uh, giúp cho những cái tay bắn tỉa và bây giờ thì cái mặt trận ở đây nó lại còn quá lý tưởng ở chỗ đô thị nó dày đặc và nó đổ ngang đổ ngửa có thể nói là như một cái đúng là một cái gì đống không phải là gạch vụn mà một cái đống tường vụn rồi bê tông vụn cho nên là nó lý tưởng đối với lại các đội bắn tỉa và một trong lý do mà chúng ta thấy rằng là tại sao bắn tỉa hoạt động rất tốt là nhìn vào kết quả chúng ta thấy chưa một cái cuộc chiến nào mà cái lực lượng chỉ huy sĩ quan chỉ huy lại tổn thất đến hai ba gần 30%. phần trăm và tất nhiên thì chúng ta cũng lưu ý tới yếu tố là quân đội Israel cũng chẳng hiểu vì sao mà cái những cái người chỉ huy của họ lại tầm 20 tuổi. Cũng có thể là cứ do chính sách tuyển dụng của họ đúng không ạ? Và thứ hai nữa là đất nước họ thực sự là cũng có tiền để mà nuôi quân đội. Cho nên là mới có lương để trả cho những người sĩ huy sĩ quan chỉ huy chuyên nghiệp như vậy một trong những cái yếu tố quan trọng nữa là bất chấp cái việc là Israel có thể nói là có một cái lợi thế tuyệt đối uh, so với lại Hamas về vấn đề công nghệ vũ khí tất nhiên rồi và sự hỗ trợ của hai cường quốc nói tiếng Anh là Anh và Mỹ thì uh, bây giờ hai tháng rồi họ mới chỉ có chiếm được khoảng uh, trên dưới 20% giải Gaza mặc dù là cái vùng đất này nó rất là nhỏ và nó không có đồi núi và nó cơ bản nó phẳng lì đúng không ạ nó nó thẳng băng chứ là nó không ngoằn ngoèo và nó lại thẳng lì cho nên là nó có thể nói là đối với người tiến công thì nó thuận lợi hơn rất nhiều so với những mặt trận đồi núi mặc dù là cái địa hình đô thị nó cũng rất khó khăn nhưng cơ bản chúng ta thấy là một cái sự áp đảo tuyệt đối về công nghệ về số lượng về kỹ thuật về trang thiết bị vũ khí hạng nặng đúng không ạ, hạng nhẹ nữa, nói chung là chả có một cái yếu tố nào mà cái quân Hamas họ có một cái lợi thế chỉ cái mỗi cái đường hầm của họ thôi. Và tất nhiên là cái ý chí chiến đấu của người Hamas thì họ cũng rất cao, bởi vì họ là tinh thần tử vì đạo. Tuy nhiên thì Israel thì họ cũng có nổi tiếng là một cái đạo quân nó được tổ chức và kỷ luật đúng không ạ. Không biết là lần gần này thì đánh đấm kiểu như thế nào, nhưng mà và đợt, đợt gần đây thì chúng ta thấy là cảm giác israel không còn được cái sự sắc bén và kỷ luật cao như trước được nữa cũng có thể là họ đã sống trong cái nhung lụa một thời gian quá lâu đúng không ạ và quay trở lại cái kịch bản liên quan câu chuyện liên quan đến võ sĩ võ cái gì nhỉ à, võ sĩ thép mai thai sơn đúng không ạ một võ sĩ có thể nói rằng là nguy hiểm chết người nhưng mà vì uh, sống trong một cái um, cuộc sống mà nó nó giàu có nó phè phỡn à, bản năng bản lĩnh à, giữ tiền của anh ta nó quá thấp so với bản năng kiếm tiền đấy là một cái điều tranh lệch đúng không ạ và dẫn tới cái việc là anh ta suy sụp về cả sức mạnh lẫn cuộc sống quân đội Israel thì cũng thế thôi cũng một thời gian dài họ không có cọ sát họ không có bị tập kích không có bị o ép vân vân cho nên là họ mất cái tính cảnh giác và tính kỷ luật của họ cũng giống như là mất cái sự sắc bén đúng không ạ chúng ta thấy rằng là những cái con hổ hay con sư tỷ nếu mà nó ở trên sa mạc thì nó rất nguy hiểm con sư tử những cánh rừng sa mạc ở châu phi những con hổ thì ở trong những cánh rừng nhiệt đới đúng không ạ à, nhưng mà khi mà hổ về đồng bằng thì bị chó gọi làm anh đúng không quý vị hay gọi là hổ về đồng bằng thì bị chó vuốt râu đấy cái kiểu nó như vậy có nghĩa rằng là họ những con hổ mà nó 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 vất ở trong những cái sở thú sư tử trong sở thú thì nó không biết cách săn bắn hái lượm nữa và khi thả nó về rừng thì nó tạch đúng không ạ như vậy nói câu chuyện này chúng ta mới để ý tới một cái khía cạnh liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine có nghĩa rằng là người nga bây giờ phải cảm ơn phương tây không hết khi mà họ tổ chức ra cái cuộc chiến này rồi cứ đều đặn cung cấp vũ khí đến tay Ukraine để Ukraine gọi là huy động những lực lượng lính à, cũng thực sự là nói bây giờ bảo thiện chiến thì nó cũng không đủ sức thiện chiến để gây nguy hiểm cho phía nga nữa và nhờ đó những cái điều kiện đó đã giúp cho quân đội nga họ đặt ở trong cái trạng thái báo động và trạng thái chiến đấu đúng không ạ để liên tục làm cho họ mạnh mẽ hơn và, và quay trở lại câu chuyện của Israel thì như vậy là đã hai tháng trôi qua rồi và với 20% lãnh thổ chiếm được từ Gaza thì cho thấy rằng với tư cách của một bên tấn công Israel đã chấp nhận một cái tổn thất rất lớn đúng không ạ rất lớn về mặt tổn thất con người và cái cường độ cũng như là cái tiến độ của cái việc tiến công của họ nó đang chậm đi và đến hai tuần gần đây đặc biệt là tuần cuối thì gần như nó đã bồng im rồi cuộc chiến tất nhiên là sẽ còn diễn ra dài dài và israel họ sẽ tổ chức lại lực lượng để tạo ra những cái đột phá mới à, sẽ tổ chức những cuộc tấn công kiểu mới và các cái đòn tấn công nó chấp nhận rủi ro lớn hơn nữa và tất nhiên lúc bấy giờ thì israel sẽ chấp nhận những cái tổn thất chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa bây giờ thì người ta nói rằng cuộc chiến này có thể kéo dài một năm và khả năng đấy cũng không biết được cũng có thể trở thành hiện thực đúng không ạ À, trước khi cuộc chiến mà nó bùng nổ ấy thì nhiều người những cái chuyên gia họ nhận định là khả năng là Hamas sẽ cầm chân được từ 6 tháng cho tới 1 năm trong những cái những cái kịch bản có nghĩa rằng là gì là ít nhất họ cầm chân được Israel 6 tháng đấy, còn trung bình là 9 tháng và dài nhất thì là khoảng 1 năm. Thì uh, tất nhiên lúc bây giờ thì chúng ta thấy là chúng ta khó tin về kịch bản này bởi vì ai cũng nghĩ rằng nếu như Israel mà họ tập trung nguồn lực cái cỡ như thế này cộng với hỗ trợ của đồng minh như vậy thì chắc là chỉ 3 tháng thôi. Nhưng bây giờ 2 tháng thì mới được uh, 20% lãnh thổ. Tất nhiên 20% lãnh thổ nhưng mà cái cơ bản là họ đã có thể giải quyết được tầm khoảng 3 40 nhiệm vụ rồi, đúng không ạ? Vì cái phần đầu để mà tái lập uh, thiết lập được trận địa để bao vây nó mới là cái công sức nó mới nhiều. Nhưng rõ ràng là cái kịch bản 3, -3 tháng thì nó đã thất bại. Uh, khả năng là 6 tháng thì nó sẽ cao hơn. Và nếu không biết chừng, nó có thể kéo dài hơn nữa, 9 tháng hoặc là 12 tháng. Và sau đó thì có khả năng Hezbollah sẽ tham chiến, đúng không ạ? Lúc bấy giờ thì quân Israel đã cạn kiệt, mệt mỏi. Và tất nhiên lúc đấy thì Mỹ cũng sẽ nhảy vào tham chiến với tư cách là Israel. Tất nhiên họ có thừa cái năng lực để họ làm cái điều đó. Vâng và dù thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng cuộc chiến này nó đã diễn ra một cách nó phức tạp hơn à, về mặt chiến địa như là hơn những cái gì mà đa số những người bình thường suy nghĩ về nó. Và một tin à, có thể nói là rất thú vị liên quan đến khu vực Trung Đông này. À, tôi nghĩ là thú vị. À, nhiều người nói rằng là Hamas thì rõ ràng họ đã sử dụng những cái biện pháp tấn công vào Israel nó rất là đẫm máu. Tất nhiên cái đó không ai phủ nhận đúng không ạ? Nhưng mà cũng có cái lý do để mà nhiều người người ta đồng cảm với Hamas. Vâng, và để tôi quay lại một cái thông số này quý vị nhé, liên quan tới cái khu vực Trung Đông này, rất đáng lưu ý. Thực tế là cái số lượng lượng người mà người ta bênh Hamas ấy, tôi không nghĩ nó lớn đến mức độ như thế đâu. À, ngày hôm nay thì đây, đây rồi, tôi đến với lại một cái thông tin từ nhà báo Pierre Morgan nếu quý vị uh, thường nào mà quan tâm tới tiếng Anh thì PM Morgan có thể nói là một trong những cái nhà báo và là một cái um, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng có thể nói là nhất liên quan đến mức độ chính trị ở nước Anh và tất nhiên là cả ở Mỹ nữa ông ấy đưa ra một cái um, gọi là một cái um, khảo sát liên quan tới cái việc là bạn uh, lên án tổ chức nào thì uh, chúng ta biết rằng Pierre Morgan là một người có cái tư tưởng là lên án Hamas và bênh Israel như là những người Anh bình thường rồi đúng không ạ và thậm chí là ông ấy còn là một người khá cực đoan trong cái vấn đề này thế nhưng mà cái bài bình chọn của ông ấy đưa lên thì trong một thời gian ngắn chỉ có khoảng 11 tiếng đồng hồ nó đã có 3.560 người bình chọn trong đó có 88% người đã lên án Israel và 12% lên án Hamas. Và quý vị biết là những người theo dõi Pia Morgan đa số là những người ủng hộ Israel và lên án Hamas nha quý vị nhé. Đấy, tức là cái lực lượng lớn theo dõi nếu liên quan đến vấn đề đó thôi. Còn tất nhiên nó có nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng trong vấn đề đó thì những người mà theo dõi trừ khi những người theo dõi để mà phản đối thì không nói làm gì. Nhưng cơ bản ấy, về mặt logic là người ta theo dõi là người ta theo dõi cái tư tưởng và người ta ủng hộ cái tư tưởng của ông ấy, đúng không ạ? Thế nhưng cái câu chuyện khi bình chọn mà chúng ta nhìn thấy như này thì có nghĩa rằng cái điều đấy nó lên nó nói lên rất nhiều thứ, đúng không ạ? Đấy, ở bình chọn của một cái người mà có tư tưởng thân do thái thì lại cho ra một cái kết quả gần như là 90-10, đúng không ạ? Đúng ra là 12-88 nhưng mà chúng ta có thể nói là 10%. Thế thì cái câu chuyện là có rất nhiều cái sự đồng cảm Hamad ở đây là Hamas nha mẹ quý vị nhé chứ không phải là Palestine. Hamas đấy mới là cái điều đang nói đúng không ạ? Đấy, Israel bị phản đối tới gần 90%, còn Hamas bị phản đối hơn 10%. Quá bất ngờ đúng không ạ? Bài bình chọn ở thế giới nói tiếng Anh của một nhà báo tiếng Anh và có tư tưởng thân Israel cực kỳ, thậm chí còn rất nổi tiếng về vấn đề là thân do thái và ở nước Anh. Thế thì chúng ta thấy là gì? là mặc dù Hamas họ đã có những cái hành động tấn công mà nó có thể nói là đẫm máu và sử dụng những biện pháp bắt con tin. Đúng không ạ? Nhưng mà họ lại được nhận được cái sự ủng hộ khá rộng rãi và Israel thì bị kết lên án đúng không ạ? Một cách cực kỳ rộng rãi. Cho nên là cái ẩn số Hamas nó cũng không hề đơn giản là trong cái cuộc chiến này thì họ đã Tranh thủ những cái ngày gần đây, ấy, tỷ lệ ủng hộ Hamas, Milenand, Israel càng ngày nó càng bất đối xứng với nhau như thế cho thấy là Israel đã phạm phải những cái sai lầm nghiêm trọng về vấn đề truyền thông, hình ảnh, cách đối xử. Còn Hamas thì họ lại tận dụng được những cái điểm yếu đó của đối thủ và họ lại liên tục đưa ra những cái cách đối xử, đúng không ạ. Cách uh, gọi là làm truyền thông uh, rất là bài bản và rất uy tín ngược lại với hình ảnh của một cái đất nước mà Israel vốn rất thông minh sắc sảo nhưng lại phạm phải sai lầm đó mà họ lại làm những thứ mà của những cái đội quân kiểu khủng bố đúng không ạ còn những kẻ khủng bố thì bây giờ lại làm những cái điều nó rất là gọi là mình gọi là gì nhỉ là rất quân tử đấy đúng không quý vị tức là một hình ảnh quân tử đấy nhưng mà cuối cùng là làm theo phong cách khủng bố tiểu nhân còn những kẻ tiểu nhân thì lại làm phong cách quân tử và rõ ràng nó có một cái sự đảo chiều một cách kinh thiên động địa đó là người ta đã lên án Israel gấp 10 lần so với việc họ lên án Hamas. Và trên trong lúc đấy thì trận địa lại khó khăn rất nhiều so với Israel. Như vậy quý vị có thể thấy là cảm giác có một cái sự đổi chiều trong cuộc chiến này không quý vị? Đúng không ạ? Cả trên khía cạnh là sự ủng hộ của cộng đồng thế giới lẫn cái trận địa. Tất nhiên còn quá sớm để nói rằng là Hamas có thể kháng cự được Israel. Cái đấy thì nó cũng rất là khó. Thế nhưng mà cơ bản chúng ta thấy là nó có một cái sự đổi chiều rất rõ. Và như vậy có thể nói rằng là Hamas là một cái đội quân khá thú vị, đúng không ạ? Và trong cuộc chiến này thì thú vị nữa là cái cánh quân Houthi ở Yemen, rất thú vị. Nhìn chung đó, những con người đó là những cái con người mà có khí chất, đúng không ạ? Có cơ khí chất là thú vị rồi. Trong những cái hành động để nói rằng là họ thể hiện tinh thần đoàn kết, với lại những người anh em Palestine. Cho nên là quân Houthi đã ngày nào cũng thế, liên tục tấn công vào các cái tàu có cái mục tiêu đến các cái cảng Israel. Ngày trong vòng 24 giờ qua thì uh, nhóm quân Hussein của Houthi ở Yemen, họ đã tấn công 5 tàu liên quan tới Israel. 5 tàu quý vị ạ, có nghĩa rằng dường như là cứ mỗi ngày qua đi thì họ cộng thêm một cái số nữa, hôm qua 4, hôm nay 5. Và đến nỗi bây giờ Excel cũng như Mỹ đã bắt đầu đưa ra những lời dọa thẳng thắn là họ sẽ tiến hành cuộc chiến tranh trực tiếp với lại cánh quân Houthi. Đồng thời thì Israel và Mỹ cũng đưa ra tối hậu thư cho Hezbollah, tức là cánh quân Hồi giáo CI ở Hezbollah thân Iran, rằng là nếu như Hezbollah không rút quân khỏi biên giới, thì khả năng là hai nước này cũng sẽ tiến hành cuộc chiến trực tiếp với họ luôn. Và như vậy là mọi thứ nó nóng lên rồi, đúng không ạ? Và những cái đầu lạnh đã vốn đã nóng thì bây giờ lại càng nóng thêm. Như vậy chúng ta thấy ý đồ của quân Hezbollah là họ luôn luôn họ đưa quân đến biên giới quấy phá, đúng không ạ? Và đóng quân ở đấy làm cho quân Israel cảm thấy nó bị nhột, đúng không quý vị? Bị gọi là bị thốn hay cái gì đấy. Đại khái là bị dí ra và nách và không thể tung hết chiêu ở phía uh, phía nam chính vì vậy cũng có khả năng dẫn tới việc là họ đang cân nhắc lại chiến lược để mà làm thế nào đó loại bỏ được cái mối đe dọa từ phía bắc rồi họ mới tập trung để họ đánh được cái tuyến phía nam và cũng có khả năng đấy là lý do mà họ đã khá chậm chạp trong suốt cả hai tuần vừa rồi chúng ta đến với lời phát biểu của người đại diện của quân Houthi uh, và chúng ta Gọi là bỏ qua một loạt những cái thủ tục, tất cả những người Hồi giáo khi họ nói những chuyện thiêng liêng thì họ trích dẫn các vị thánh thần, đúng không ạ? Và chúng ta bỏ qua đoạn đấy nó cũng hơi khó dịch quý vị ạ. À, vậy là hôm nay thì họ đã bắt tổng cộng là 5 tàu và trong đó, à xin lỗi quý vị là họ đã tấn công 5 tàu. Trong đó họ đã sử dụng một cái tên lửa đạn đạo đối hạm lần đầu tiên để bắn vào tàu. Đấy, đấy là một cái hành động leo thang quý vị nhé. Trước đây chỉ dùng UAV để bắn phá. Thì nó hỏng, nó hỏng trên cái khu khoang hàng thôi. Nhưng bây giờ mà dùng tên lửa đạn đạo chống hạm để tấn công thì có nghĩa là nó chơi thẳng vào bong tàu. Thân tàu, đúng không ạ? À, tất nhiên là dây đang nguy hiểm cho tàu và cái sức công phá của nó khủng khiếp hơn rất nhiều. À, rất nhiều những hình ảnh tàu nó bốc cháy, nó bốc cháy ngùn ngụt đấy quý vị. Còn cái số phận của nó như nào thì tôi không biết được. Tuyên bố của người đại diện, họ nói rằng chiến dịch của chúng tôi nhằm để mà gọi là bảo vệ cho những người anh em Palestine bị áp bức. Những người bạn chúng tôi đang phải đối mặt với lại sự hủy diệt, những sự giết chóc và vây hãm ở giải Gaza. Chiến dịch tấn công vào những tàu bè này chỉ nhằm uh, và mục tiêu là những cái thủy thủ đoàn đã từ chối không nghe theo lời cảnh báo đưa ra bởi vì hải quân Yemen của chúng tôi. Chúng tôi tái đảm bảo rằng tất cả các loại tàu bè hướng tới các cái khu vực khác trong trên thế giới trừ các cái cảng ở Israel thì không hề <laughs> đối mặt với bất kỳ một cái mối đe dọa nào miễn là họ vẫn đảm bảo cái việc là mở cái hệ thống định vị để xác nhận những mục tiêu. Còn quân đội IEMN chắc chắn sẽ không ngần ngại để bắn bất cứ các loại tàu bè nào mà dám vi phạm vào những nguyên tắc đã được đặt ra trong tuyên bố trước đây. Chúng tôi cũng xác định lại và cam kết rằng là sẽ phòng ngừa tất cả những tàu bè nào mà định hướng tới các cảng của Israel thông qua Vịnh Ả Rập, Biển Ả Rập và Biển Đỏ cho cho tới khi lương thực và thực phẩm và thuốc men sẽ đến tay những người anh em tôi ở giải Gaza. Vâng, rõ ràng là với hành động như thế này, với việc năm tàu bị tấn công và rất nhiều tàu phương Tây, chẳng hạn như là cái hãng tàu uh, một trong những cái hãng tàu chở hàng lớn nhất thế giới đấy quý vị. Đây là cái hãng uh, gọi là hãng Mes đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta thấy là bây giờ nó đã phải thay đổi lộ trình. Nếu dụ nó đi từ đây nhá, nó đi từ cảng hai pha ở phía bắc của Xen ấy mà bây giờ nó muốn đi tới cái khu vực phía ví dụ như ấn độ dương thì bây giờ cống phải đi khoảng độ một cái con đường rất xa một lần hai lần ba lần bốn năm sáu bảy tám đúng không ạ ít nhất là tám lần đi vòng quanh xuống tận cái mũi hảo vọng ở dưới nam phi rồi mới đi sang cái khu vực này cái hãng MES này thì chúng ta biết rằng nó là một trong những cái hãng tàu biển hàng đầu thế giới và bản thân nó thì nó đã mang trên mình một cái đại khái là một cái nhiệm vụ là thực hiện một cái lượng hàng hóa rất lớn toàn cầu. Và bây giờ nó phải đi vòng, đúng không ạ, nó vòng một cái quãng đường như này ở một cái tuyến hàng hải nó rất đông đặc từ biển địa Trung Hải ở khu vực Đại Tây Dương tới Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thì như vậy là chắc chắn ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến nền kinh tế trong thời gian tới. Ở đây thì chúng ta ngoài cái yếu tố không biết là họ làm như thế nào. Thật ra thì chúng tôi nói rằng không biết thì cũng không phải. Mà cơ bản là chúng ta cũng không muốn bàn tới. Nhưng mà có một cái yếu tố là mục tiêu rất rõ ràng. Đúng không ạ? Là tấn công vào nền kinh tế của Excel. Tuy nhiên thì họ còn tấn công vào nền kinh tế toàn cầu để cho cộng đồng thế giới sẽ phải đau khổ về vấn đề kinh tế Rồi sẽ gây sức ép với Mỹ và Israel để mà đàm phán ngược bản Đúng ạ, nhìn chung là một hành động có thể nói là nếu không đánh giá từ yếu tố đạo đức thì rất thông minh Và thôi chúng ta sẽ rời khỏi khu vực này để đến với khu vực châu Âu đi Ngày hôm nay thì hôm qua chúng ta đã nói về cái vấn đề phần lan thụy điển đúng không quý vị gia nhập nato thì cũng ngày hôm nay cũng không hiểu vì sao người ta cũng đã diễn ra một cái sự kiện liên quan tới cái việc chúng ta đang bàn. đó là phần lan à thụy điển đã nối gót phần lan để ký một cái gọi là hiệp định quốc phòng với lại mỹ trong đó thì người Mỹ được quyền tiếp cận với 17 cái vùng lãnh thổ và để xây dựng 17 căn cứ quân sự lớn của họ ở các hải cảng và các căn cứ quân sự ở đất liền cũng như là hàng không. Và cái hiệp định này sẽ chính thức đi vào thực hiện đầu năm 2024. Trước đó thì chúng ta cũng biết rằng là kể từ khi Phần Lan trở thành thành viên của NATO thì ngay sau đó người mỹ cũng đến đặt một loạt các cái căn cứ và vũ khí của họ vào sát nách của nước nga đúng không ạ vâng như vậy thì uh, chuyện này đến nước này thì nó cũng rất khó để có thể giải quyết và uh, thụy điển thì tất nhiên là xa nước nga uh, thì cũng có ít thứ để nói hơn nhưng mà chuyện ở phần lan thì rất đáng để nói bởi vì chúng ta thấy rõ ràng rằng là à, uh, cái việc mà người Mỹ người ta đã mang vũ khí đến Phần Lan ấy thì nó nguy hiểm hơn nước Nga nhiều so với cái việc là nước Nga Liên Xô ngày xưa mang tên lửa đến đặt ở Cuba quý vị nhé. Đúng ạ. À? Đấy. Ở Cuba này nói thế thôi nhưng mà còn cách khá xa đối với lại cái khu vực thủ đô và các cái thành thị đông đặc của phía Mỹ ở tuyến miền Đông và chỉ có gần ở cái khu vực Florida mà thôi và không có cái tiếp cận ở trên đất liền. Thế nhưng mà cái câu chuyện Phần Lan thì chúng ta thấy là nó khác đúng không ạ? Nó tiếp với lại đường biên giới của Nga rất dài từ trên xuống vài trăm km và nó ngay sát cái thành phố lớn thứ hai của họ ở đây. Vâng, bây giờ nói trở lại câu chuyện trong quá khứ thì nó cũng là một cái chuyện vuốt đuôi thôi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy một điều là gì? À, hôm trước chúng tôi có nói về cái ý của mình, đúng không ạ? Thì sau đó thì cũng có quý vị nói về việc là, là liên quan tới tuyên chiến này nọ thì um, nó là một cái chuyện lớn của thế giới rồi uh, nó đại khái nó có những vấn đề, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì quý vị không đưa ra được cái giải pháp là thay thế, đúng không ạ? Chúng ta phải biết rằng là nó có những cái việc nó bắt buộc phải làm. Cái việc mà Nga mà phải tấn công vào Ukraine thì cũng là cái việc cực chẳng đã, đúng không, quý vị. Bản thân ông Putin ông nói rằng đấy là một cái quyết định cực kỳ khó khăn đối với lại nước Nga và chính bản thân ông ấy, nhưng mà người ta vẫn phải làm. Chứ và tất nhiên đấy là cuộc chiến rồi, đúng không ạ? Nhiều người nói rằng nó là một cái chiến dịch quân sự đặc biệt hay là cái gì đấy, nhưng cơ bản là một cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến tranh mà mỗi ngày tổn thất tới hàng nghìn người thì đó là một cuộc chiến rất lớn rồi, nó chứ còn cái chiến dịch hay không nó chỉ là cái tên gọi mà thôi, để nó uh, tránh những cái vấn đề liên quan tới chính trị rồi các vấn đề khác nữa, đúng không ạ? Nhưng rõ ràng đó là một cuộc chiến và là một cuộc chiến lớn diễn ra trên biên giới hàng nghìn km. Diễn ra ở năm bảy mặt trận trên không, dưới biển, đúng không ạ? Trên mặt đất, không thiếu chỗ nào cả, trên không gian mạng, rồi trên không gian chính trị và không gian truyền thông, trong không gian kinh tế tức là không một cuộc chiến nào nó toàn diện như cuộc chiến Ukraine và cuộc chiến Nga đâu. Thế thì câu chuyện là người Nga có muốn làm điều đó không? Đúng ạ? Không? không có. Và nếu như quý vị cũng đặt ra một câu hỏi là tấn công vào Ukraine như thế thì nhiều vấn đề lắm, đúng ạ? Thế bây giờ quý vị thử cho một cái một cái giải pháp đi. Đúng ạ? Ở cái chuyện Phần Lan thì ý tôi nói là gì? Ý tôi nói nếu như NATO mà đi nhận các nước cố tình ve vãn các nước ở biên giới của Nga hay là của Trung Quốc. Mình nói đơn giản là kẻ thù của NATO đi, hay là đối thủ đúng không ạ? Thì bây giờ trong trường hợp mà Trung Quốc và Nga thì họ phải làm gì? Đúng quý vị. Bởi vì là người ta đặt tên lửa ở Cuba thì Mỹ đã xoắn lên và không cho đặt. Thế thì cái câu chuyện tại sao người ta lại cho phép Mỹ đặt biên căn cứ quân sự của họ ở biên giới nước Nga? và nếu quý vị bảo là đấy là một cái việc mà nó khó khăn lắm thế thì cái giải pháp nó là gì đúng không, quý vị cái câu chuyện là có những cái việc mình bắt buộc mình phải đưa ra cái giải pháp mà nó tốt nhất đúng không ạ chứ còn nó chả có một cái giải pháp nó tốt hơn cả thì bắt buộc phải có một giải pháp tốt nhất chứ không thể có một giải pháp hoàn hảo là tất cả đều hạnh phúc đều hài lòng đều sung sướng đúng không, quý vị nếu mà như thế thì thế giới chúng ta đã chả có chiến tranh Thế giới của chúng ta từ cái thời nguyên thủy là ông nào cũng có cái tài sản và tài sản đấy đóng vào cái kho chung. Ai cũng sướng. Đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì một vài thằng nó mới thấy tài sản ngon lành quá. Nó chiếm dụng tài sản. Và nó chiếm dụng được tài sản thì nó chiếm dụng luôn được cả cái điều khiển được các con người. Và từ giờ đấy thì nó hình thành đến chế độ chiếm hữu nô lệ. Và tất nhiên như vậy thì nó sướng và những người khác khổ. Đúng không ạ? Bây giờ người Mỹ cũng làm cái việc như vậy. Họ muốn họ sướng và họ sẽ làm cho người khác khổ. Thế thì cái câu chuyện là để giải quyết vấn đề nó không bao giờ có chuyện tất cả mọi người đều sướng được nữa. Mà nó phải là những giải, những cái vấn đề nó sẽ có người đau. Đúng không quý vị? Chắc chắn một điểm là như vậy. Tức là cái cơ thể nó đi bị bệnh rồi và nó có cái vi khuẩn trong người rồi. Có con bệnh trong người. Người ta phải mổ phanh nó ra để người ta tìm nó, để người ta trị cái căn bệnh cho nó. Và tất nhiên nó phải đau đớn và sau đó nó sẽ ốm uh, yếu đúng không ạ đấy là một cái chuyện đương nhiên hàng không cũng thế đường sắt cũng vậy và đường quốc lộ cũng vậy nếu như mà theo cái lời như theo cái cách lập luận như vậy thì có nghĩa rằng người ta sẽ không cần phải giới hạn tốc độ nữa đúng quý vị bởi vì là cứ để cho nó cạnh chạy càng nhanh càng tốt chạy càng nhanh thì người ta sẽ đi nhanh hơn hàng hóa sẽ nhanh hơn người đi họp hành hội nghị ký kết nhanh hơn nền kinh tế phát triển nhanh hơn đúng không ạ thế tại sao phải hạn chế tốc độ đúng không ạ phải có được cái giải pháp còn nếu không mình chỉ nói tới cái việc là nó khó thì không giải quyết được vấn đề đâu thì chúng ta thấy một cái ý là gì cái ý ở đây nó không phải là cái việc là chiến tranh tức là chúng ta nói về cái chiến tranh để chúng ta hướng tới cái hòa bình đúng không ạ bây giờ làm thế nào để nước nga ngăn không cho các không cho NATO ve vãn các quốc gia khác để mà trở thành thành viên của NATO ở trên biên giới của họ. Bạn thử cho tôi một cái cái cách nào để làm như vậy đi, đúng không ạ? Mục tiêu của Nga là gì? Mục tiêu của Nga phải là việc là sẽ ra một cái đòn cảnh báo có thể là sống còn với lại bất cứ một quốc gia nào dám ở biên giới của họ gia nhập NATO. Không cần giải thích lý do tại sao nữa. Đúng không? Và nếu đạt được mục đích như thế thì phải làm ra. Tại sao bây giờ họ phải đánh Ukraine? Đúng ạ, mà họ đánh tấn công đàng hoàng. Thế thì cái việc mà họ tuyên chiến với Phần Lan là một cái việc nó nhỏ hơn rất nhiều. Mà như tôi nói là gì? Nó không phải là cái việc mà ông đưa gửi công hàm tuyên chiến khơi khơi. Mà là gì? Mà phải đưa ra một tín hiệu có nghĩa rằng một cái công hàm rõ ràng nếu các ông mà có quyết định gia nhập NATO thì có nghĩa tương đương với việc hai nước tuyên chiến cái giấy mời cái tức là thông báo đấy là thay cho giấy mời đúng ạ à. mục đích là gì là không phải là nhắm vào cái giới chính trị gia thực ra nhắm là nhắm vào giới chính trị gia nhưng câu chuyện nhắm trực tiếp là nhắm trực tiếp vào người dân chúng bởi vì dân chúng có ai muốn chiến tranh không quý vị tất nhiên là không cho nên người ta nhận đến cái công hàm đấy người ta sẽ ép chính phủ và người ta chính cái lá phiếu của họ để trưng cầu dân ý gia nhập nato người ta phải suy nghĩ lại đúng ạ à. và người ta sẽ quyết định là không gia nhập nato nữa chứ còn bây giờ chúng ta thấy một điều rằng là rõ ràng các nước ở châu Âu thì cũng chẳng còn cái quan hệ mặn mà gì kinh tế với lại nước Nga nữa như vậy thì cái tình trạng chiến tranh nó cũng chẳng còn cái giải quyết nó không quá ảnh hưởng cái gì cả mà thậm chí là thậm chí nó không ảnh hưởng gì đúng không à? ạ gọi là tình trạng chiến tranh nhưng mà đấy mới là chiến tranh mang tính chất là trong tương lai thôi đấy tôi nhắc lại nhá mục tiêu là gì là để ngăn cản chiến tranh Đúng không ạ? Cho nên phải tiến hành những hoạt động nhắm về việc tuyên chiến để mà tiến tới việc cái việc là không để chiến tranh xảy ra. Và tất nhiên là răn đe không cho các quốc gia biên giới của Nga trở thành thành viên của NATO. Và nhắm vào cái việc, việc làm là gì? Là nếu như mà trước cái cuộc trưng cầu dân ý của dân chúng muốn gia nhập NATO thì ngoại giao Nga phải đưa thẳng một công hàm tới là nếu các ông mà tiến hành trưng cầu dân ý thì tương đương với cái việc là tuyên chiến. Đúng không ạ? Để những người dân đó, người ta sẽ không dám bấm vào cái nút chọn vào NATO nữa. Bởi vì chọn vào NATO thì có nghĩa rằng họ sẽ phải ra trận đấu chiến địa để họ đánh nhau với người Nga. Hết phim. Mục tiêu là để họ ép chính phủ của mình không gia nhập NATO. Đúng không ạ? Đấy là một cái mục tiêu nó rất rõ ràng. Mục tiêu tiếp nữa, nếu mà chẳng may mà họ còn tiếp tục gia nhập mong muốn để mà qua cái việc như vậy thì chiến tranh nó sẽ được tuyên chiến đúng ạ chiến tranh nó được tuyên chiến thì không biết có đánh nhau bắn nhau như thế nào chắc chắn là cũng sẽ tổn thất không liên quan đến trận mà thì nó cũng liên quan đến kinh tế chính trị căng thẳng này nọ vân vân và với điều kiện chiến tranh như thế thì cũng rất dễ để hai bên đàm phán để mà hòa bình với một cái điều khoản không bao giờ gia nhập NATO đúng ạ và mục tiêu nó hướng tới một cái điều gì nó hướng tới một cái điều là Thông báo của chúng tôi nó rất rõ ràng, nó rất đơn giản và chúng tôi không cần giải thích với các ông về lý do. Như vậy thì tất cả các nước khác mà muốn có hành động giống Phần Lan thì tất nhiên là người ta phải xem xét lại. Một là người ta sẽ muốn sống một cuộc sống bình thường. Hai là người ta dập nhang nhập NATO. Thì chính những người muốn gia nhập NATO phải đối mặt với lại cái việc họ sẽ có thể phải ra chiến trường để chiến đấu với người Nga. Và tất nhiên là họ có một cái tỷ lệ cao là sẽ nằm lại chiến trường. Đúng không ạ, cái đấy nó rất là rõ. Nó là cái lợi ích quốc gia. Và chúng ta thấy rất rõ rằng là nó có vấn đề đạo đức hay không? Thế bây giờ chúng ta thử hỏi một điều tại sao người Mỹ lại người ta không cho người Nga ra đặt tên lửa ở đây? Trong khi đó là người ta đặt tên lửa ở đây. Đúng không ạ. Thế thì cái câu chuyện bây giờ là họ còn mang cả căn cứ quân sự đến đặt ở Phần Lan rồi, sát biên giới của Nga rồi. Thế thì cần gì phải liên quan đến đạo đức nữa, quý vị đúng ạ? đạo đức là chỉ cư xử với những kẻ có đạo đức mà thôi. còn những kẻ vô đạo thì không có lý do gì phải dùng đạo đức mà phải dùng những người như thế người ta chỉ hiểu cái lý lẽ của sức mạnh mà thôi, đúng không ạ? thì phải sử dụng sức mạnh. thế giới nó là nơi cường giả vi tôn mà làm sao có thể đi nói về đạo đức với những người không hề à, biết đến vấn đề đạo đức là gì? như vậy cái câu chuyện đó để nói cho thấy là nếu như mà phía nga đã tìm cách để xử lý vấn đề đó như thế đúng không ạ còn tất nhiên đấy là theo cái góc nhìn của mình là góc nhìn nó khách quan độc lập chứ còn thực tế thì có thể nội tình các nước nó có những vấn đề nhạy cảm nào đó mình không thể biết được đúng không ạ hoặc là biết đâu cũng là cái ý đồ của người nga đấy tức là chúng ta không thể biết được những cái yếu tố đó nhưng cơ bản chúng ta sẽ thấy một điều là gì là nga để cho phần lan và nato là một cái việc nó dở và cái việc ai cũng thừa biết đó là phần lan hay thụy điển thì là người của phương tây rồi Thế nhưng cái câu chuyện là họ phải đưa ra những tín hiệu cực kỳ đanh thép Để mà không tái diễn cái việc đấy Mà thậm chí họ còn cứu được cái Phần Lan gia nhập NATO nữa Đúng ạ Và tất nhiên là cứu được cả cái việc là bây giờ rất nhiều căn cứ quân sự của Mỹ Cả hai nước nó chĩa vào nước Nga Thế bây giờ tôi tự hỏi rằng nếu như quý vị là người Nga Mà quý vị sống ở xanh Tepetakpur này Với cái bối cảnh chính trị kinh tế như hiện nay Chính trị quân sự như hiện nay Thế liệu chiến tranh xảy ra thì chắc chắn là quý vị sẽ ăn bom đạn vào đầu đầu tiên chứ còn gì nữa. Đúng không ạ. Ai có thể đảm bảo được là chuyện đấy không xảy ra. Ai có thể đảm bảo được rằng là phương Tây và người Mỹ không bao giờ gửi tên lửa ATAC đến cho Ukraine. Thế mà cuối cùng họ gửi rồi. Thì một ngày nào đó các loại tên lửa khác, các loại tàu ngầm khác. Rồi chiến tranh theo dạng cục bộ nó cũng có thể xảy ra. Đúng không ạ. Thậm chí là kẻ chiến tranh hạt nhân cũng không thể loại trừ. Như vậy thì chỉ vì vấn đề đạo đức nhưng mà thực ra thì quý vị nói đạo đức nhưng quý vị cũng không thể nói được lời giải pháp. Thì có nghĩa rằng đạo đức đó nó không có cái hiệu quả gì. Có nghĩa rằng là gì? Như kiểu là mình muốn làm người tốt ấy, nhưng mà mình không có tiền. Và mình cũng không có cả quyền nữa. Không có sức mạnh nữa. Đúng không ạ? Thì cho nên là mình chỉ là một cái tốt nó trong cái ảo tưởng mà thôi. Và nó không đem lại được cái gì cho đời. Đấy. Còn rõ ràng là chúng ta phải đảm bảo lợi ích quốc gia. Phải ngăn chặn cái việc đó. Đúng không ạ? Ngăn chặn việc đó nếu trong trường hợp mà nó quá căng thẳng mà chẳng may nó có trượt nha quý vị nhé Nó trượt thì cũng xảy ra một ít chiến tranh để mà dằn dạy cho tất cả những nước khác Ví dụ như Armenia, Georgia, Ben Moldova Mà còn mong ngóng vào cái việc NATO thì họ phải chấp nhận một cái hậu quả chắc chắn là sẽ có đánh nhau Đúng quý vị, mà bây giờ đánh nhau thì họ nhìn cách người Nga họ đang trà đạp người Ukraine như nào Thì họ biết rồi thì chắc chắn là chả có ma nào dám nói về chuyện NATO nữa. Còn bây giờ nước Nga đã để cho một cái tiền lệ, có nghĩa rằng là cái việc một quốc gia biên giới của gia nhập NATO nó dễ nhân kẹo. Đúng không quý vị? Không hề cái gì, không hề có một cái sự phản đối nào đáng kể cả. Tôi nghĩ rằng là nếu đảo lại cái thời gian ấy thì đấy chính là cái việc duy nhất nước Nga cần làm để đảo lại cái thời gian một cái quyết định quan trọng như thế mà thôi. Đấy là về cái góc nhìn của tôi. Và thực ra thì đấy là một cái cách làm rất là hòa bình. Bởi vì đó là một cái um, phương pháp ngoại giao miệng hố chiến tranh, đúng không ạ? Để mà cứu vãn hòa bình, chứ không phải là để chiến tranh xảy ra. Còn nếu không làm việc đó, quý vị cứ để ý mà xem. Nguy cơ chiến tranh xảy ra rất cao, và chiến tranh xảy ra thì ông Phần Lan chết và ông Nga chết, chứ còn cái ông Mỹ thì ông có chết đâu. Đúng không, quý vị? Thế còn bây giờ nó vào NATO rồi. Nó vào NATO rồi thì không có cách nào cả. Chỉ có cách là giải tán NATO. Bởi vì nếu bây giờ mà làm đảo ngược lại vị trí cái việc như này thì có liên ngược nó tương đương với cái việc là NATO sẽ tan rã thì Phần Lan bấy giờ mới không ở trong NATO nữa có xảy được ra quý vị không thể đúng không ạ đấy cho nên rõ ràng bây giờ là một cái việc nó đã rồi và muốn đảo lại không được nữa thế còn kể cả bây giờ mà Nga có mang tên lửa đến Cuba một lần nữa Guatemala một lần nữa thì cũng không thể đảo lại được cái vấn đề về Phần Lan đã vào NATO trừ khi là bây giờ người Mỹ mới ép Phần Lan đúng không ạ thì tất nhiên là ép như thế thì cũng tương đương với cái việc là giải tán NATO đi cho rồi vâng và, và tôi hiểu nhiều quý vị cũng um, trải qua những cái chuyện chiến tranh đúng không ạ cũng không muốn những cái đau to búa lớn nhưng thực tế là chính phải làm như thế để mà ngăn chặn chiến tranh nó không xảy ra thôi còn trong cuộc sống làm gì có cái gì mà quyết định nó tất cả các bên đều sung sướng được Đấy, cả quý vị đấy có lẽ là cũng chính các quý vị đấy đã bình luận về việc là uh, tại sao lại cổ suý cái việc là nga mang tên lửa sang cuba mới lại guatemala nicaragua như thế thì ác lắm <laughs> đúng không ạ như thế có thực sự là ngây thơ không nếu như để mỹ mang tên lửa và căn cứ quân sự đến sát biên giới của mình còn mình mang sang bên nhà người ta thì ác lắm người ta nói rằng là thơ của cụ nào ngày xưa nhỉ là lấy chính nhân thắng hung tàn đúng không quý vị đại loại như vậy nhưng mà chúng ta chỉ hiểu được cái chính nhân và chính nghĩa đấy ở cái khía cạnh là chính nhân đấy nó là một cái gì đạo đức thôi nhưng mà chúng ta không hiểu một điều là gì là cái chính nghĩa đấy nó phải kèm theo sức mạnh quý vị nhé nó buộc phải làm theo cái sức mạnh đúng không ạ trong cuộc sống chúng ta thì chúng ta thừa biết là chúng ta muốn làm điều tốt mà chúng ta không có nguồn lực không có quyền lực không có sức mạnh thì không những là ngày hôm trước chúng ta đi làm từ thiện về thì chúng nó còn chửi chúng ta là lấy le mới thiên hạ đúng không ạ là thậm chí lúc bấy giờ chúng ta lại sụp đổ và ngày hôm sau chúng ta từ bỏ luôn như vậy là làm việc gì cũng vậy nó phải có cái quyền lực phải có sức mạnh phải mạnh mẽ nhất là bây giờ trong bối cảnh xã hội kinh tế thế giới bây giờ có những cái đối tượng như người mỹ người ta lạm dụng quyền lực những kẻ mà lạm dụng quyền lực thì họ sẽ sợ quyền lực đúng ạ và họ thích nhất là những kẻ yếu đuối và lại thích nói đạo đức mà trong khi đó họ làm những người mà mở mồm ra là nói đạo đức rồi đúng ạ thế bây giờ một người mà nói đạo đức nữa thì đương nhiên là họ sẽ gọi là không thích mà tất nhiên lại kèm theo yếu nữa mà thích nói đạo đức là cái đối tượng dễ ăn đòn nhất Vâng, nếu quý vị tiếp tục mà có một cái giải pháp nào, ví dụ chúng ta lật lại vấn đề giải pháp để xử lý vấn đề Phần Lan thì quý vị thử cho ý kiến nha quý vị nhé. Còn chúng tôi thực sự là cũng nghĩ không nghĩ cách nào khác ngoài cái cách đó. Và tất nhiên chuyện đã xảy ra rồi, nhưng mà nếu đặt cái bối cảnh trong cái việc mà trong tương lai có thể xảy ra với những nước mà ở biên giới nước Nga, biên giới của Trung Quốc, ví dụ như vậy, trong cái quá trình mà tiến sang phía đông của NATO, đúng không ạ? thì chúng ta sẽ thấy một điều rằng là sẽ có rất nhiều cái vấn đề liên quan đến bài học rút ra từ cái vấn đề Phần Lan. À vâng, hôm nay lại có một cái quý vị ở Phần Lan quý vị nói rằng là à, kể từ khi cái chuyện Phần Lan xảy ra thì bây giờ ở biên giới hai nước là cái doanh nghiệp làm ăn của Phần Lan bây giờ nó xa sút lắm và nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống. Cái đấy thì tôi biết rồi, đúng không ạ? Nhưng mà anh ấy nói rõ ràng ở đấy và đặc biệt là anh nói rằng là người dân thì người ta cảm giác như là bị chính phủ lừa một cái vố liên quan tới cái vụ gia nhập NATO. Và tôi cũng biết cái đó, nhưng mà bây giờ là chính những người bạn của chúng ta nói, đúng không ạ? Thì cái điều đó nó càng rõ ràng chúng ta nhớ rằng thụy điển phần lan là những nước sung sướng nhất thế giới một thời nhé. đấy còn bây giờ cái chính sách của họ bị thế giới phương tây thao túng cho nên là thụy điển thì thành một cái vũng bùn uh, của châu âu vốn thụy điển trước đây là một cái xã hội không tưởng đúng không ạ đấy nhưng cuối cùng bây giờ lại thành cái vùng trũng phần lan thì cũng gặp rất nhiều vấn đề về kinh tế và khả năng suy thoái là rất cao và tất nhiên là Phần Lan mà cho vũ khí đã gia nhập NATO thì bắt buộc phải đưa cho vũ khí Mỹ đến đây rồi. Và vũ khí Mỹ đến đây thì đương nhiên là ai sướng rồi quý vị. Người Phần Lan bây giờ thì cũng ăn cơm bò ngon ngay ngáy, Đúng không? Mà cũng chả phải là ăn cơm bò nữa. Thực tế thì mỗi năm vẫn phải bỏ ra tiền để mà cống nạp cho NATO. Rồi xây đường biên giới với lại Nga. Đúng không? Rồi mất bao nhiêu quyền lợi kinh tế với Nga nữa. Và hàng đêm ngủ thì bây giờ lại phải lo. Còn trước đây thì gọi là ngáy o o. Tất cả những cái đó thì nó chỉ liên quan tới cái thế giới ngầm mà thôi, chứ còn những người bình thường không ai người ta lại làm vậy, đúng không quý vị? và, và thông tin nữa liên quan đến EU thì chúng ta nói tới việc uh, trong tháng 11 thì châu Âu lại tiếp tục nhập khí ga của Nga, khí ga hóa lỏng của Nga ở mức độ kỷ lục trong lịch sử dung lượng khí ga mà Nga xuất khẩu tới châu Âu, khí ga hóa lạnh, uh, hóa lỏng trong tháng 11 đã đạt mức 1,75 triệu tấn. Đó là con số cao kỷ lục của mọi thời đại. Còn ngược lại thì khí ga hóa lỏng của Nga xuất khẩu tới Trung Quốc thì lại giảm mạnh trong tháng 11. Và tổng quan thì uh, lượng khí ga Nga xuất khẩu uh, trong tháng 11 đã tăng 9,3%. So với lại cùng kỳ năm ngoái tính theo năm, đạt mức 2,9 triệu tấn. Và 60% của cái số khí ga hóa lỏng này thì đích đến của nó là các thị trường các nước châu Âu. Xu thế khí ga hóa lỏng của Nga tăng trưởng ở thị trường châu Âu thì nó đã bắt đầu từ năm 2017, nhưng chưa bao giờ nó lại có cái khí thế và nó đạt được cái dung lượng lớn khủng khiếp như vậy. Tăng tới mức độ trong vòng vài vài lần đúng không ạ? Vài uh, lần tức là vài trăm phần trăm tùy từng tháng trong năm. Và cái con số 7,99 triệu uh, tấn trong tháng 11 thì nó tương đương với lại 11 triệu mét khối khí ga hóa lỏng hay là 11,4 tỷ mét khối khí ga. Vâng, ở đây thì uh, chúng ta thử uh, thử bàn về một cái vấn đề này quý vị nhé. Giả sử đi Giả sử như là bây giờ thì chúng ta thấy rõ ràng rồi. Phương Tây cấm vận người Nga thì tất nhiên là Nga cũng ăn những cái trái đắng nhất định, nhưng mà nhiều khi cái đắng của cái đắng bồ hòn ấy thì nó lại làm cho cơ thể người ta khỏe, đúng không ạ? Rõ ràng là như vậy. Thế thì cái câu chuyện là cấm vận như thế là sai về mặt kinh tế. Về mặt chính trị thì tất nhiên nó thỏa mãn được cái việc là nó ra vẻ ta đây là dạy cho Nga một cái bài học về vấn đề chính trị, đúng không ạ? trên khía cạnh kinh tế thế nhưng mà những việc này xảy ra thì chúng ta là những người chém gió chúng ta thử đặt một cái vấn đề là liệu như mà phương tây không cấm vận nga đúng không ạ không cấm vận nga một tí nào thì liệu có làm cho nga tổn hại hơn hay không trên đường dài nhá chứ chưa, chưa nói ngắn hạn ngắn hạn tương nhiên là họ không tổn hại gì họ được là cái chắc nhưng trên đường dài đúng không ạ thì cảm giác của tôi rằng nếu như mà phương tây không hề cấm vận nga thì tôi nghĩ rằng nền kinh tế của nga họ vẫn đi theo một cái lối mòn có nghĩa rằng họ vẫn tập trung vào cái việc là chỉ có đầu tư vào cái việc khai thác khí ga dầu giấc để bán và các khoáng sản khác để bán mà thôi chứ họ không đạt được một cái sự gọi là đa dạng hóa của cái nền kinh tế một cách khá sâu sắc đúng không ạ Đặc biệt là các vấn đề liên quan đầu tư trong các khu vực công nghiệp. Nó xảy ra rất ác liệt. Công nghiệp, công nghệ liên quan đến cả chip chiếc các thứ nữa. Đúng không quý vị? Và tất nhiên rằng những cái việc chuẩn bị như vậy, nó sẽ làm cho Nga có một cái nền tảng trong vòng 15. Nó thúc đẩy kinh tế của họ lên một cái tầm cao rất mới. Còn nếu mà họ chỉ phụ thuộc vào cái việc xuất khẩu năng lượng, ấy, thì có thể họ vẫn kiếm được tiền. Nhưng cơ bản nền kinh tế nó không có được những sự đột phá đúng không ạ nó chỉ bám vào cái việc là đời sống của dân nó, nó 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 thịnh vượng hơn nhưng cơ bản thì về mặt lâu dài là cái nền kinh tế đó nó không có đa dạng nó không có khỏe đúng không ạ và nó rất là phụ thuộc nó phập phù vào phụ thuộc vào những cái yếu tố bên ngoài như vậy thì nếu mà từ góc nhìn của tôi tôi cảm giác rằng phương tây không cấm vận nga thì có thể khiến cho người nga phải trả giá nhiều hơn là so với việc họ cấm vận đúng ạ đấy là chúng ta chưa nói đến các vấn đề từ khi cấm vận thì nga đã uh, sản sinh ra nhiều những cái người tài trong các cái lĩnh vực kinh tế trong lĩnh vực đối ngoại đúng ạ và họ tìm cách đó xoay sở mà bản thân người nga người ta khả năng xoay sở rất cao và chính việc cấm vận đã kích thích vào cái tố chất của người nga đúng ạ và rõ ràng bây giờ họ là những người khá lão luyện trên các mặt trận kinh tế chứ không chỉ trong cái việc đánh nhau và đấy là chúng ta cũng chưa nói rằng là phương Tây cấm vận, đặc biệt là châu Âu thì ăn đủ luôn, đúng không, quý vị? Hôm nay thì ở nước Mỹ có một cái thông tin khá thú vị quý vị ạ. Đó là người ta chia sẻ của cái cái sơ đồ tòa nhà của Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg là ông chủ của tập đoàn Facebook, đúng không ạ? bây giờ gọi là Meta đấy. Đấy, đại khái là người ta nói rằng là thông qua cái việc mark zuckerberg xây dựng một cái nhà ở dưới lòng đất rất sâu rất kiên cố ở vùng ha oai như thế này và thì cho thấy một điều rằng là các cái tài việt của thế giới ngầm họ đã chuẩn bị tất cả những cái bong ke ở dưới lòng đất ở những cái khu vực nào đó bí mật ở mỹ và sẵn sàng chuẩn bị cho một cái sự kiện chiến tranh hạt nhân và đấy cũng là lý do mà trong suốt những vài chục năm vừa rồi thì càng ngày về sau là những cái giới tài phiệt họ bất chấp những cái sự uh, rủi ro với thế giới mà họ khiêu khích các cuộc chiến một cách rất là gọi là bạm trợ đúng không ạ? Vâng, cái căn nhà của Mark Zuckerberg này thì có hai nhánh và mỗi nhánh thì uh, có tới um, đại khái là 30 phòng ngủ và 30 phòng tắm ở dưới sâu dưới lòng đất. Và đây là một cái nhìn từ mặt cắt thì chúng ta thấy là hai cái tòa biệt thự ở hai nhánh khác nhau. Đấy, nó đâm thẳng xuống lòng đất. Vâng rất có lý đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là cái việc đấy thì thậm chí là không có những bài báo này chúng ta cũng thấy là nó đã mình hình dung ra người ta cũng đã làm cái điều đó rồi. Bởi vì nói chung thì tóm lại thì cái thế giới tài phiệt này nó rất nhiều tiền. Bởi vì mục tiêu trong những năm vừa rồi chiến tranh diễn ra như thế thì để nó kiếm tiền. Và nó kiếm được nhiều tiền như thế thì cái những cái biệt thự như thế này thì chẳng bỏ dinh răng. Và một thông tin khá thú vị liên quan tới người phát ngôn của và người phụ trách vấn đề báo chí của Nhà Trắng. Jean Catherine một người mà luôn có những bài phát biểu có thể nói rằng là cũng uh, không thua kém gì sếp của mình là ông Joe Biden và tất nhiên là cũng ngang cơ với lại uh, những cộng sự như John Kirby rồi uh, uh, cái gì Jack Sullivan rồi uh, cái gì John Miller uh, rồi kể cả Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken bài phát biểu của cô hôm nay khi được hỏi về việc uh, nguyên nhân của lạm phát thì cô đã trả lời là tất nhiên tất cả đều do cái cuộc chiến của Putin. Các bạn đừng quên những gì đã xảy ra trong suốt 2 năm vừa rồi. Cuộc chiến của Putin đã gây ra lạm phát ở nước Mỹ chúng ta. Bởi vì cuộc chiến này mà giá cả đã leo thang. Mà giá cả leo thang thì dẫn tới lạm phát. Và nếu mà nói theo cách này thì có nghĩa là tất cả các vấn đề trên thế giới đều có thể do Putin, đúng không ạ? Rõ ràng là lần cuối cùng chúng ta còn nhớ thì chúng ta cũng không thể nhớ được lúc nào mà người Putin mang bom sang để đánh vào nước Mỹ. Mà ngược lại thì tên lửa của người Mỹ bay vào các thành phố của nước Nga đúng không ạ? Và đây cũng không phải là cuộc chiến của Putin, thực tế nó là một cái cuộc chiến của chính nước Mỹ để chống lại nước Nga. Chính người Mỹ đã gọi là bắt đầu cuộc chiến này và họ đã bắt đầu bằng một lời tuyên bố là họ sẽ gây ra một cái thất bại chiến lược cho người nga và họ nói rằng họ không chấp nhận việc là đàm phán hòa bình đúng ạ mà không có cái điều khoản thuận lợi cho phía ukraine theo cái điều khoản của ukraine mà cơ bản thì nó giống như là một cái đầu hàng vô điều kiện đối với lại nga và cũng chính người mỹ là những người đã ra những hàng chục cái nghìn cái đòn cấm vận để mà tấn công vào nước nga chia kẽ rẽ cái quan hệ của nước nga với lại châu âu và có thể nói là hủy diệt đúng không ạ hủy diệt cái mối quan hệ làm ăn của hai cái tổ chức này với nhau vốn có thể trở thành cái đối thủ đe dọa cái nền kinh tế của mỹ và cũng chính người mỹ đang phải tìm cách uh, in ra nợ mới để trả cho nợ cũ và vay tiền để mà tài trợ cho cuộc chiến này. Và không khéo thì họ cũng phải in tiền để tài trợ cho cuộc chiến như là trong quá khứ. Và tất nhiên tất cả điều đó thì nó dẫn tới cái việc lạm phát của Mỹ chứ có liên quan gì đến Putin. Cấm vận năng lượng. Đối với lại Nga, một trong những nước sản xuất năng lượng hàng đầu thì tất nhiên là sẽ gây lên cái việc giá năng lượng leo thang. Giá năng lượng leo thang thì tất nhiên là gây ra lạm phát, đương nhiên thôi. Một nước như nước Mỹ thì rất nhạy cảm với vấn đề giá năng lượng. Và hôm qua thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị liên quan tới cái việc là uh, tự nhiên, đúng không ạ? À mặt thực ra thì cũng không phải tự nhiên. Uh, những cái việc liên quan tới uh, người ta đang tìm cách để mà tổ chức một cái chiến dịch gây quỹ cho Ukraine trong năm 2024. Và tất nhiên là người Mỹ đang phải tìm tất cả những biện pháp để cho cái chiến dịch đấy nó thành công ở mức độ cao nhất. Vốn thì tôi nghĩ rằng nó cũng là một trong những cái thương vụ cuối cùng liên quan đến dự án của Ukraine đối với lại giới tài phiệt ở Mỹ, đúng không ạ? Tất nhiên thì thương vụ lớn thôi, còn thương vụ nhỏ thì chúng ta không biết được, nhưng mà cơ bản là một cái thương vụ lớn cuối. Năm vừa rồi thì họ đã chi tới 200 tỷ đô rồi, bây giờ thì năm sau không biết là một khoản tiền là bao nhiêu. Tất nhiên để được thành công thì họ phải kết hợp nhiều yếu tố như chúng ta đã biết rằng là họ đưa ra những cái việc tổn thất của nga rất cao, à, rồi lại họ tiếp tục đưa ra những luận điệu là trái chiều là ví dụ như là nga đã tổn thất 90% rồi nhưng mà họ lại nói rằng chỉ trong vòng khi nga thắng ukraine trong thời gian tới thì nga sẽ xâm lược các nước nato có nghĩa là một nước nga thì đã mất 90% nguồn lực và bị đẩy lùi 18 năm phát triển quân sự nhưng mà vẫn có khả năng để đánh bại xâm lược được NATO đúng không ạ gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu à, thì không hiểu là như vậy thì sức mạnh của NATO chẳng nhẽ là nó là cái con số âm à đúng không quý vị và dạng như là họ có thể nói rằng họ tìm đủ mọi những cái luận điệu đúng không ạ và tôi nghĩ rằng cái việc sắp tới này thì nó cũng không, không có gì lạ mà chắc chắn họ phải làm tức là bao giờ cũng có những chiến dịch truyền thông mà chiến dịch truyền thông của Mỹ thì họ cũng trả khen ai bao giờ trừ cái việc khen đấy là nó làm cho cái việc chê người khác đúng không ạ? thì chúng ta thấy rằng là trước đây ở nga ở mỹ nó đã có một cái hồ sơ liên quan tới việc nga à, tham gia vào cái việc à, cái gì nhỉ? can thiệp vào cái bầu cử tổng thống mỹ khiến cho donald trump trở thành tổng thống đúng không ạ? và tất nhiên là can thiệp nga can thiệp vào việc bầu cử mỹ là một cái việc rất hệ trọng bởi vì nước mỹ vốn là một đất nước dân chủ mà cuối cùng họ lại bị người nga thao túng được cái hệ thống bầu cử của họ và từ đó thì người mỹ đã ghét người nga hơn đến rất nhiều lần và sau đó thì cuộc chiến ở ukraine xảy ra đúng không ạ nó không tình cờ một tí nào quý vị ạ nó là một cái gì nó cực kỳ nó, nó ăn dơ với nhau à, bây giờ thì uh, những cái um, chiến dịch truyền thông nó đang nhắm vào người trung quốc và chúng ta cũng biết một điều rằng là sớm muộn gì thì cũng có những cái xung đột nhất định ở khu vực biển đông à, của chúng ta cũng như là liên quan tới vâng nếu không ở biển đông chúng ta thì ở cái khu vực gọi là cái biển ở phía đài loan hay là philippines hay là ở khu vực nhật Giếc nào đó cơ bản là sẽ có một cái, cái cuộc xung đột ở khu vực trung quốc đúng không ạ đấy là cái giấc mơ của người mỹ bởi vì người ta đang tiến hành một cái cuộc uh, chiến thông tin để bài người Trung Quốc giống như bài Nga cách đây vài năm. Và tất nhiên là sau đó họ đã có một cái thương vụ rất thành công, đúng không ạ? Đó là cái cuộc chiến Ukraine. Tuy nhiên thì trong lần gọi vốn năm sau cho Ukraine thì chúng ta thấy rằng người Mỹ đang thiếu một cái scandal nào đó để mà gây lên cái làn sóng bài Nga ở nước Mỹ. Vốn bây giờ nó đang đảo chiều, có nghĩa rằng là cái tỷ lệ ủng hộ người Nga ở Mỹ càng ngày nó càng tăng cho nên bây giờ chúng tôi thấy một cái thông tin như này thì nó thực sự nó là một thứ mà nó không tình cờ nó được sắp xếp một cách rất là, là hợp lý ngày hôm nay thì cơ quan tình báo mỹ họ đã tìm thấy một cái hồ sơ mà theo họ thì đã biến mất khỏi cái nhà trắng dưới cái thời của ông trump cách đây hơn 2 năm theo báo cáo của tờ cnn vâng vẫn là cnn Tất cả những cái kiểu như này nó bây giờ nó đều xuất phát từ CNN. Hồ sơ của chính phủ Nga Mỹ này thì bao gồm những thông tin liên quan tới các đặc vụ của Nga cũng như là cái sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Và thông tin của tờ CNN cho biết rằng là những cái thông tin mà thất lạc ở trong cái sự vụ lần đó có ở trong hồ sơ lần này nó rất quý giá đến nỗi nó có thể tạo ra được những cái chất xúc tác và cần phải được uh, uh, xúc tác liên quan tới các vấn đề chính trị lớn lao và cần phải được gọi là nghiên cứu và giải quyết ở mức độ gọi là an ninh cao cấp nhất và như thế là chúng ta thấy rằng là bây giờ cái việc gọi vốn thì nó hơi khó đúng không ạ tất nhiên là nó khó nó khó với công luận thôi còn giới chính trị ra thì họ đã thống nhất hết rồi thế thì câu chuyện rằng là họ cần phải có một cái chiến dịch nào đó để mà khơi dậy một cái sự tinh thần bài nga ở trong lòng nước mỹ và đấy chính là cái lá bài chiến thắng của cái đảng dân chủ họ đã sử dụng trong suốt thời gian vừa qua và bây giờ thì họ đã sử dụng lại một lần nữa Tất nhiên nó không còn cái giá trị như lần trước nữa, nhưng mà vẫn còn cái tác dụng nhất định. Dù sao thì những người ở đất nước, nước dân chủ họ rất nhạy cảm với truyền thông, đúng không ạ? À, dường như cái việc này thì tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta để ý kỹ một tí, là nó chắc chắn nó xảy ra, đúng không ạ? À, tức là chỉ chúng ta không chỉ biết một điều là nó không phải là cái việc đấy một cách chính xác việc đấy mà thôi, chứ còn kiểu gì nó cũng có một cái việc nào đó để mà người ta làm cho người Mỹ à, hận người Nga hơn, đúng không ạ? để mà dẫn tới việc là ủng hộ những cái quyết sách của những cái cử tri của họ liên quan tới việc viện trợ cho Ukraine để đánh bại người Nga. Tất cả những cái này thì theo như cái thói quen của CIA thì họ là những cái người mà đã sắp đặt cái này từ trước quý vị nhé. Tức là như tôi đã chia sẻ quý vị cùng một lần đúng không ạ? Có nghĩa rằng mỗi một cái việc mà sắp tới bây giờ thì họ đang có hồ sơ để phục vụ cho cái sự kiện Mỹ. Ờ, sự kiện Trung Quốc rồi sự kiện Trung Đông rồi sự kiện nào đó có thể xảy ra ở vùng Hàn Quốc, Nhật Bản vân vân đúng không ạ? Là nó có hết những cái hồ sơ để mà họ chỉ có việc là đưa ra vào cái thời điểm đó mà thôi. Bao giờ thì liên quan có cái UAV, a à, cái gì UFO của người ngoài hành tinh tấn công bao giờ thì có vụ chìm tàu có vụ đổ lật tàu đúng không ạ đấy vân vân cứ có một cái sự vụ gì đấy thì chúng ta sẽ thấy là người mỹ luôn có một cái kế hoạch để mà đánh lạc hướng dư luận trong nước và ngoài nước hoặc tạo ra những cái cảm xúc hận thù trong nước và ngoài nước và chương trình đã dài chúng tôi sẽ đến với một câu hỏi hay của quý vị liên quan tới việt nam theo kênh thì đâu là lý do Việt Nam sẽ không trở thành một đất nước theo tư tưởng dân chủ của các nước phương Tây. Liệu có bao giờ Việt Nam trở thành đất nước dân chủ phương Tây hay không? Vâng, tức là nếu mà nói câu sau, đúng không ạ? Câu sau là có bao giờ hay không thì thực sự là không thể nói chính xác được. À, còn nếu chung trong cái 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 gọi là cái kiếp của tôi thì chắc là không đúng không ạ tức là trong cái đời uh, sống vài chục năm nữa chắc là không lý do thì tôi nghĩ rằng có rất nhiều lý do những cái nước mà theo cái hệ xã hội chủ nghĩa thì chúng ta thấy một điều rằng là họ rất khó để có thể áp dụng vào dân chủ đúng không ạ mấy chúng ta thử đi qua ví dụ như là chính nước chúng ta Nước chúng ta thì nếu nói là dân chủ hay không cái thời bấy giờ thì tôi không biết, nhưng mà rõ ràng lúc những cái thời trước năm 1950 mấy thì chúng ta định tiến hành cuộc tổng tuyển cử, đúng không quý vị, trên toàn quốc. Nhưng mà rõ ràng rằng là cuộc tổng tuyển cử đấy mà diễn ra thì chắc chắn rằng là bác Hồ với tư cách là đại diện cho đảng Cộng sản chắc chắn sẽ giành thắng lợi, đúng không ạ? và sau đó chúng ta đã nhìn thấy rõ rồi là một cái thảm kịch đã diễn ra trên đất của chúng ta. Tất nhiên đó đó chưa phải là dân chủ hoàn toàn nhưng cơ bản thì nó cũng là một cái nền tảng đúng ạ à, liên quan đến dân chủ. Người Trung Quốc vào những năm đầu thế kỷ 20 thì họ cũng đã thử áp dụng một cái nền dân chủ phong cách phương Tây vào những năm 1910 mấy. Lúc bây giờ Trung Quốc được gọi là nước Cộng hòa Trung Hoa và sau đó thì uh, Trung Quốc cũng rơi vào một cái thảm cảnh đúng không ạ và cuối cùng thì um, chính cái nước Cộng hòa Trung Hoa đó đã um, bị lật đổ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1949 nước Nga sau khi mà Liên Xô tan rã thì có thể nói là một cái phong trào thân phương Tây nó nở rộ ở nước Nga và bây giờ nước Nga cũng đã áp dụng cái nền dân chủ của phương Tây. Và sau đó thì như chúng ta đã biết, cả những cái năm 1990 đến năm 2000 thì nước Nga có thể nói là một cái sự thảm hại đúng không ạ? Thất bại. May mà sau đó thì Putin đã lên và ông đã khôi phục lại đất nước. Dưới thời Putin thì cơ bản gọi là dân chủ về mặt là cái gọi là cái hệ thống chính trị mà thôi. Chứ còn uh, nó mang cái dáng dấp um, xã hội chủ nghĩa thì cũng không phải, nhưng mà nó cũng khá là cái cái cái, cái xu hướng chuyên chế. Và bây giờ thì uh, người dân Nga họ rất bài phương Tây, đúng không ạ? Và họ bài phương Tây cũng là họ bài cái hệ tư tưởng dân chủ của phương Tây. Tất nhiên ở Việt Nam uh, chúng ta cũng rất nhiều người hiểu cái dân chủ ở Mỹ Ba thập kỷ trở gần đây thì có thể nước Mỹ trở thành một cái nơi mà một cái đất nước có rất nhiều các vấn đề liên quan tới đối nội, đúng không ạ? Đối nội và kể cả đối ngoại nữa. Và tất cả những cái đó thì nó cũng bắt nguồn một cách trực tiếp và gián tiếp từ cái hệ dân chủ của họ. Bây giờ thì chính trị của ở nước Mỹ thực sự nó rất hỗn loạn, thực sự là rất hỗn loạn. Mà cách đây khoảng hai chục năm thì nó là một cái hình mẫu uh, về chính trị mà nó rất là văn minh đúng không ạ? Nó rất là thế này thế kia. Nhưng bây giờ thì quý vị có thể nhìn thấy tất cả những gì mà người ta phải đấu tranh để mà đưa ra những đạo luật này, đạo luật kia để mà phục vụ những cái tầng lớp tinh hoa và bất chấp là người dân phải trả giá như thế nào. Rồi là những nhà lãnh đạo của họ thì như thế nào, quý vị cũng đã biết rồi đúng không ạ? Tất cả nó đều liên quan đến vấn đề dân chủ bởi vì cái nền dân chủ của mỹ nó đã dễ dàng bị mình gọi là bị thỏa hiệp bởi cái giới tinh hoa mà các cái xã hội như xã hội chủ nghĩa thì chắc chắn là giới tinh hoa nó không thể nó tác oai tác quái được đến mức độ như vậy ở dân chủ thì nó mới có những cái tổ chức đúng không ạ liên quan tới cái việc là vận động hành lang để mà chạy chính sách rồi là vận hành động hành lang để mà chạy chức chạy quyền, đúng không ạ? Thậm chí là chạy cả cái chức tổng thống nữa cũng chẳng chừng. Thế nhưng mà nó rất là hợp pháp. Thì cái câu chuyện rằng là cái việc đấy nó đối với lại đất nước của chúng ta thì nó là phạm pháp. Nhưng mà đối với Mỹ thì nó không phạm pháp và thậm chí là nó có, có hóa đơn nữa, đúng không ạ? Và chính vì thế, vì cái cơ chế như thế thì nó mới dẫn tới cái sự lũng đoạn của cái thế giới ngầm trong cái giới chính trị của nước Mỹ. Nước Anh cũng có thể nói là một cái nền dân chủ và tất nhiên trong những năm gần đây song song với lại nước Mỹ, đúng không ạ? Thì tất nhiên là nước Anh thì cũng theo đó man tàn với nước Mỹ thôi. Và bây giờ thì xã hội của họ cũng chưa bao giờ mà nó tụt sâu đến cái mức độ như thế này, đúng không ạ? À, mặc dù là trước đấy thì nó cũng tụt dần dần. Nhưng mà dưới thời của mấy ông Boris Johnson, Liz Truss rồi Siri Sunak thì thực sự là xã hội anh đang phải trả giá cho nền dân chủ của họ ở châu âu thì sao châu âu thì cũng là một nền dân chủ lớn nhất ở khu vực vâng của thế giới phương tây rồi bây giờ người ta bầu ra và thậm chí cũng không qua bầu mà do chỉ định hay tin thế nào đó nhưng người ta vẫn nói là dân chủ để có những người lãnh đạo như bà ursula von Leyen đúng không ạ và bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cái xã hội và kinh tế của EU nó càng ngày nó càng xa sút Dần dần thì họ cũng rơi vào cái sự kiểm soát và thao túng của người Mỹ và họ cũng mất cái sức đấu tranh, đúng không ạ? Và tất nhiên là nước nước thì phi công nghiệp hóa và rơi vào suy thoái và châu Âu thì như chúng ta đã nói rồi, nước Nhật cũng thế thôi. Nếu nói ở nước chúng ta có phải là nền dân chủ theo kiểu phương Tây hay không? Thì không, nhưng mà chúng ta vẫn là một cái nền dân chủ, đúng không ạ? Nói chung là để mà ra đường, chúng ta được quyền để bày tỏ để mà làm những cái việc nó phục vụ hầu hết các cái nhu cầu để chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc. Nó không cái gì để chúng ta mà phải làm thêm cả, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta nói rằng là chúng ta cần dân chủ đến mức độ là có thể đi uh, chửi mắng người ta, đúng không ạ? Rồi uh, gọi là sỉ nhục lãnh đạo lãnh nước vân vân. Thì cái đấy nó có làm gì cho cuộc sống của chúng ta nó hạnh phúc hơn đâu quý vị? Cho nên là nếu mà nói là dân chủ thì chỉ là dân chủ phong cách phương tây mà thôi đúng không ạ chứ còn đất nước của chúng ta hay những đất nước của trung quốc là dân chủ đầy rẫy ra quan trọng là cách mà chúng ta định nghĩa đúng không ạ là chúng ta có cần những cái mà nó dân chủ quá trớn dân chủ giả cầy đấy hay không và rõ ràng là tuy là chúng ta có rất nhiều vấn đề à, bởi vì nói kiểu gì thì nói thì chúng ta cũng là một đất nước bước ra từ chiến tranh đúng không ạ chúng ta tham gia vào thế giới chậm hơn hay mình nói là sinh sau đẻ muộn trong các vấn đề liên quan tới hòa bình thịnh vượng nhưng mà chúng ta đã bước những cái bước tiến rất dài rất nhanh rồi ở trung quốc cũng là một cái đất nước xã hội chủ nghĩa đúng không ạ thì rõ ràng hai đất nước đều điển hình của cái việc xã hội chủ nghĩa là cái sự quản lý của nhà nước nó rất hiệu quả ở nước nga thì chúng ta gọi là họ gọi họ là dân chủ thôi nhưng mà thực tế thì nó cũng có cái xu hướng nó khá chuyên chế một là nước nga họ còn nhớ cái thời xã hội chủ nghĩa của họ liên xô thứ hai nữa là dưới cái thời của putin thì chúng ta thấy cái dấu hiệu của một cái sự chuyên chế là nó có một trong những dấu hiệu đấy là những cái người lãnh đạo người ta rất độc tài còn thứ hai là người ta rất là xuất sắc thì người ta sẽ có một cái xu hướng cái chính phủ nó rất dễ chuyên chế đúng không ạ đấy chúng ta thấy ở đâu cũng thế thôi trong tổ chức vậy một nhà lãnh đạo mà nó quá xuất sắc người ta sẽ ỉ lại và người ta trao cho ông ấy rất nhiều quyền thì nó có xu hướng như vậy chứ còn cơ bản thì putin lại là một cái người mà ủng hộ cái dân chủ nhiều như vậy thì ý tôi nói rằng là gì là không có cái cái cái, cái, cái lý do gì đúng không ạ không có cái động lực gì để chúng ta phải áp dụng cái mô hình dân chủ của phương Tây. Khi mà các nước như Việt Nam và Trung Quốc thì càng ngày càng đạt được những cái tiến bộ về vấn đề xã hội. Xã hội như quý vị nhé. Còn đấy là chưa nói về vấn đề kinh tế, đúng không ạ? Và kể cả vấn đề ngoại giao thì cũng thế, kể cả hai nước um, xã hội chủ nghĩa đều phát triển về vấn đề ngoại giao, đúng không ạ? Kinh tế, ngoại giao và kể cả vấn đề thương mại cũng vậy tức là những vấn đề gì quan trọng thì đều thực hiện được và đang thực hiện tốt cũng như đang có những cái uh, tiến bộ thế thì các nước phương Tây thì ngược lại như vậy thì không có cái lý do gì uh, còn về lý tưởng thì đúng là trong lòng đất nước Trung Quốc đất nước ta cũng có những cái um, gọi là cái sự mà uh, cái cái tư duy và cái suy nghĩ thân về phía phương Tây đúng không ạ nhưng mà chắc chắn xã hội nào cũng thế thôi Kể cả xã hội Mỹ thì cũng có những cái tư tưởng thân với lại cái xã hội chủ nghĩa mà. Nhưng mà càng chín chắn ấy, thì tôi thấy rằng là những người người ta càng trưởng thành thì người ta càng có cái xu hướng xa rời cái uh, quan niệm là thân cái dân chủ của phương Tây hơn ở xã hội Việt Nam. Những người mới ra trường thì họ thường uh, bị choáng ngợp, đúng không ạ? Họ choáng ngợp với lại những cái thông tin họ tiếp cận từ phương Tây vốn nó được uh, được được định hướng, được uh, gọi là giản dựng cho nên là nó rất choáng ngợp nhưng mà đến khi họ hiểu chuyện khi mà thời gian họ trưởng thành họ sẽ nhận ra cái đó nó không thực sự như những gì nó được nói đúng không ạ được tô vẽ và như vậy chứng kiến những cái ví dụ đã xảy ra à, với các đất nước của chính chúng ta của Trung Quốc của Liên Xô của Nga của Mỹ của Châu Âu của Anh đúng không ạ và kể cả Ấn Độ đây bây giờ cũng là một cái nền dân chủ nhưng mà cái vấn đề chính trị của họ nó rất là khá là 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 đại khái nó nó nhiều vấn đề đúng không ạ mình gọi là nó nửa ông và nó lại nửa thằng đấy thế thì để trả lời một cách ngắn gọn có nghĩa là không thế còn vật đổi sao rời năm chục năm sau chả biết thế nào được quý vị ạ đúng không ạ nhưng rõ ràng là trong đời của chúng ta thì khả năng đấy xảy ra rất là thấp vâng chương trình đã dài rồi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ chương trình hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một đêm thứ bảy vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc